chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình cho các bạn xem một số cái mẫu dao của Tenlay. Thì ở bên đây sẽ là một cái con dao của Tenlay với mã hàng là 10-175. Một cái con dao một bên là mặt nhựa, còn một bên là mặt nhôm. Thì đây là cái dòng dao rẻ nhất trong bốn cái con dao này. Đây là cái hãng của Tenlay, có cái phần tem chính hãng ở phía trên. Con dao thứ hai sẽ là một con dao Tenlay mã hàng là 10-099. Đây là một cái sản phẩm hai mặt nhôm. Tất cả hai cái mặt này đều là hai mặt nhôm được ghép lại với nhau anh em nhé. Và đối với con dao này sẽ có ba cái lưỡi bên trong. Con dao thứ ba sẽ là một cái Tenlay mã hàng là 10-. Check the mic and make sure it sound right, boys. Mã hàng là 10-779. Sẽ có cái phần đệm cao su giúp cho phần êm tai và tô điểm thêm cho cái sản phẩm, nhìn nó chắc chắn và khá là nặng tai. Một cái mã hàng Tenlay 10-779 đi kèm theo sẽ là ba lưỡi dao bên trong cái con dao này. Thì tiếp theo là một cái mã hàng Tenlay 10-189C. Thì con dao này sẽ là một cái dòng sản phẩm giá cao nhất trong bốn cái con dao này. Nhưng bên trong chỉ có một cái lưỡi dao đi kèm. Cái phần lưỡi đẩy sẽ là có kim cái phần lò xo để giúp cho cái con dao tự rút lại khi chúng ta thả tay ra. Còn chúng ta muốn giữ cái lưỡi lại thì chúng ta giữ chịu lại cái bằng cái tay. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra từng con dao cho anh em mình cùng xem và cùng nhìn thấy cái bên trong. Thì tất cả cái điểm chung giữa bốn con dao này đều là chúng ta ghép lại bằng hai mảnh và siết cố định lại bằng một con ốc như thế này. Anh em mình có thể tháo rời nó ra để chúng ta phải lắp cái lưỡi dao vô, và sau đó chúng ta sử dụng và chúng ta cứ đẩy cái cần trượt lên, hoặc là chúng ta kéo cần trượt về thì lưỡi dao sẽ thu về và đẩy ra. Anh em mình chú ý là khi chúng ta đẩy lên chúng ta phải nhấn cái tay vào cái nút nhấn và chúng ta sẽ đẩy lên hoặc trượt về thì nó mới mang lại sự hiệu quả và nó sẽ đẩy lên trượt về được anh em nhé. Một cái lưỡi dao, một cái con dao bằng nhôm hai mặt của Tenlay mã hàng là 10-099. Thì đối với con dao này sẽ có ba cái lưỡi dao đi kèm bên trong, chúng ta cùng xem thử có đúng ba lưỡi dao không nhé. Thì chúng ta sẽ tháo ra hai mặt như này, hai mặt ha, hai mặt đều là nhôm hết, và chúng ta sẽ nhìn thấy ba lưỡi dao bên trong. Chúng ta sử dụng một lần là một lưỡi, anh em mình lắp lên một lần một lưỡi thôi nha. Một lưỡi đó, còn hai cái lưỡi còn lại chúng ta để dự phòng. Thì đối với con dao này chúng ta sẽ không có thể bẻ cái phần lưỡi được, mà chúng ta sẽ khi mà lưỡi dao nó mòn thì chúng ta sẽ phải đổi cái đầu dao lại ha. Con này sẽ là ba lưỡi. Tiếp theo sẽ là một cái con dao 10-799, xin lỗi anh em, 10-779, màu vàng và có phần đệm cao su. Thì con dao này cũng sẽ có ba cái lưỡi đi kèm theo, ba cái lưỡi đi kèm theo bên trong. Anh em mình cần sử dụng thì chúng ta lắp cái lưỡi dao lên phía trên, và sau đó chúng ta lắp ghép lại, vặn ốc lại và đè cái cần trượt, thì sau đó chúng ta đẩy lên thì con dao sẽ lòi ra được cái phần lưỡi để cho anh em mình sử dụng. Tiếp theo là cái con dao mã hàng là 10-189C. Đây là cái dòng của Tenlay. Anh em mình nhìn thấy cái đó, trong bốn con dao này mình cảm thấy mình thích với cái con này, nhưng riêng đối với anh em mình sử dụng thì anh em mình cũng chú ý cái phần mà chức năng của nó. Tại vì con dao này á, anh em nghe tiếng kêu nó khá không, tất cả một những cái con dao nằm ở trên bàn này đều là bằng nhôm anh em nhé, bằng nhôm. Chỉ riêng con dao gạch đầu tiên là 10-175 thì sẽ có một mặt nhựa, mặt nhôm. Những con dao này đều bằng nhôm hết, nhưng mình thấy cái tiếng kêu nó khác một chút xíu so với cái kết cấu nhôm. Nhưng mình nghĩ tất cả đều là bằng nhôm, bởi vì mình cũng có dùng cái 500 để mình thử rồi, không có hít ha. Tất cả đều là bằng nhôm. Ở đây sẽ có một cái phần lò xo để giúp cho anh em mình khi mà chúng ta thao tác á, chúng ta trượt lên và chúng ta thả tay ra thì lưỡi dao sẽ tự rút về. Anh em mình chú ý cái phần chức năng này, tại vì nó sẽ có phải là cái phần lưỡi dao tự rút, cho nên là chúng ta mua cho nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của anh em, để tránh trường hợp anh em mua nó không đúng cái nhu cầu thì chúng ta lại sử dụng nó không được phù hợp lắm. Và chúc cho anh em nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hẹn gặp lại em trong những clip lần sau.